chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô mai mai vàng này, mai vườn ha, này năm cánh đó nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em ạ. Rễ cây đầu tiên là mã số 20, cây này rễ đẹp nha anh chị, gông keo đóng rồi ha. Cây này thì cái dấu hiệu bên này, hai bên cùng rễ. Rồi mã số 20, hoành là 23, chiều cao nó là 75, đường kính cái bầu là 34. Cây đẹp lắm nha chị, đế nè. Trời nhú nhú nè. Quá trời đế luôn nha chị. Mã số 20. Rồi cái này 900 ngàn chị, bao ship tặng ngàn. Bao ship. Rồi mã số 21. Em chưa có chà ha anh chị, về mình lấy đồ mình chà gông ghê nó ra đẹp ha. Hoành 22 em đo sát cái này nha. Trên đây. Chiều cao nó là 67. Đường kính bầu 31. Mã số 21. Rồi cái này giá luôn anh chị là 550.000, bao ship tặng nhà luôn, đế rất là đẹp nha chị. Mã số 22. Rồi cái này 600 ngàn, bao ship tặng nhà. Rồi 23. Cây nhú trội chơi nha chị, dễ sống lắm ha. À, cái da của nó vậy ha anh chị, dòng kêu đóng em chà, nó dằn cũng thì ra luôn. Đó, da của nó vậy, sần sù vậy nha. Hoành nó là gần 20. Cao 80. Đường kính bầu 22. Rồi cây này mã số 23. Rồi 450.000, bao ship luôn. 24. Cái thế này nó bị gì ha. Nó da của nó gì nha anh chị. Hoành 20. Cao 65. Rồi cái này cũng 450.000 luôn. Dạ me chơi nghe anh chị. Rồi em đo ngay vị trí này 21, em đo ngay đây nha anh chị. Chiều cao 55, đường kính bầu 22. Rồi cái này 500.000 chị ơi. 25. 26. Mã số 26. Đây này thì nó có cái một cái miếng sẹo lũa ở đây. Chỗ dưới đây nè. Cây cũng khá bự anh chị. Hoành 22. Chiều cao 70. Đường kính bầu là 23. Rồi cái này 450.000 chứ, bao ship luôn. Mã 26. Mã 27. Cây này đế. Đế cộng lực ha. Cộng lực lực không á anh chị. À chợ này về cắt bonsai đẹp lắm ha. Tại em không cắt nha anh chị. Cái này nó gông ghê đóng nó đen ha. Hoành đây là gần 24 rưỡi. Chiều cao 74. Đường kính bầu 30. Cái này để quá đế chị ơi. Rồi cái này 650 chị ơi. 650 em bao ship. 27 650.000. Rồi mã 28. Quá trời. Da nó vậy nha anh chị. Xù dạ. Luôn anh chị. Già lắm không phải khô chết luôn ha. Cây đang nhú trời này nha. Hoành 21. Cao 73. Cái con đế này nó cày lâu rồi ha, bị
500 ngàn chị, bao ship tặng nhà. Cái dây này già lắm hả chị? 29. Anh chị con này, ta trồng nhiều á, nó lâu, mai vườn lâu lớn lắm nha. Già cây lắm. Hoàng 23, cao 58, đường kính bầu 26, mã 29. Rồi cái này cũng 500 ngàn, bao ship tặng nhà luôn. Rồi cái này 500 ngàn luôn chị, bao ship tặng nhà. 31. Này không đế, mình đâu đế, đâu rồi. Da sùi này ha. Cái dây này sức sống mạnh lắm không chị. Hoành 25. Nằm trội trơn anh chị. Chiều cao 78. Để sống. Đường kính bầu 27. Quá trời cũ. Rồi cái này 500 ngàn. Này là mã số 31. 500 ngàn em bao ship. Cái này đẹp không chị? Xù vô me luôn. Quá trời dài cây. 32. Ui, xẹo cho đó cái nhánh này xưa. Dáng đẹp ha anh chị. Có xẹo rồi. Có cái xẹo cái này nghe nó kéo nha chị. Hoành 24. Chiều cao 85, đường kính bầu 27. Đúng trời ha. Rồi mã số này là mã số 32. Rồi cái này giao lưu anh chị là 600 ngàn thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo mã số 33. Quá trời cây bự ra anh chị. Khủng à. Đế nè anh chị. Ít cộng đế nhưng mà cộng đế lực ha. Dạ lâu đời lắm. Số 33. 33. Hoành 38. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Mã số 33. Rồi cây này giao lưu anh chị là 1.900.000 thôi, để rẻ luôn, 1.900.000 bao ship tặng nhà cho mình luôn nghe cô chú anh chị. Cây khá là to ha. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị một số cây mai ha. Cây đầu tiên là cây mai vàng nha anh chị. Cây này thường mô á, mới bứng về luôn nha anh chị. Trên mô. Cây này thì có một số lỗi. Rồi em báo anh chị trước luôn ha. Cái lỗi đầu tiên là chỗ này. Rồi em không biết chủ nhà xử lý như thế nào luôn mà rất là cứng rồi ha. Chắc là đó bị cái sẹo của cái cây mà nó ốp vô đó. Nên người ta xử lý cái sẹo lề nè ha, rất là cứng nha anh chị. Còn mấy cái mạch sống là ok nha ha, mấy cái đầu sống này là ok nha anh chị. Đó. Nè. Lá xanh tươi tốt đàng hoàng luôn nghe cô chú anh chị. Dưới nó có một cái lỗi thứ hai bên này. Đó, bán cây em chỉ lỗi như quý chị ha. Đây. Cái mặt cây này ha, này sống bên đây mà anh đây nó bị hơi lũa miếng nè, lũa nè. Đó, do đó em không thà keo để cho quý anh chị thấy đó. Dưới đây. À nó bị bể chỗ này. Đó. Cô chú anh chị về nè, bể chắc cỡ được cỡ bốn bàn tay, bốn ngón tay nè ha, bốn tay nhỏ của em nè. Đó, dưới đây nó xúc xuống đây miếng, tới đây hết nha anh chị ha, tới đây hết ha. Đó, cái này của chú anh chị mình đục ra thay keo lại, nó làm sạch sẽ lại nữa, nó kéo lại là tuyệt vời luôn ha. Còn không ghế này ok bình thường nha, nó chỉ mềm bên đây thôi nha anh chị. Đây cạo thử cho anh chị xem luôn. Đó, mạch sạch có trứng ha. Ừ, chị dễ mua cây này là nó rất là to. Đó, đầu hoành của em mã số 500. Cây lớn tiền nên em quay kỹ cho anh chị xem ha. Đó, đo sát cổ đế. Sát cổ đế nhiêu em? 70. Đó, sát cổ đế là 70 hoành. Đó, chỗ này nè anh chị, 70 hoành. Xích lên một gang tay. Hoành thân 58. 58, 70 hoành nha anh chị. Ồ, trời cây. Rất là to. Chiều cao 1m17. Chiều cao 1m17. Đường kính bầu 75.
đường kính bầu 75. Cây rất là khủng nha anh chị. Mã số 75. Mã số 500. Quên mã số 500 chứ. Hoành 70. Rất là tự bự nha anh chị. Rồi cây này em báo giá hữu nghị cho quý anh chị nào về nuôi. Đó, mình nuôi lại ghép hoặc là để chơi gin. Bao lời luôn. Giá 9,5 triệu. Em bao ship cho mình luôn. Đó, 9,500,000. Ha. Cây rất ok, nó có lỗi nào là em báo cho anh chị rồi ha. À, bên đây thôi, dưới cái lỗ bên đó một chút người ta xử lý rồi. Đó. Cây rất là ok nè. Đó. Mã số 9,000. Mã số 500. 500. 9,500,000 bao ship tận nhà cho mình luôn, 70 hoành. Rồi tiếp theo. Mã số 506. Cây này khá là đẹp nha anh chị. Hoành 27. Hoành tối đây 27, đôi chỗ này nha. 36. Quá trời bồ đế luôn ha. Chiều cao 1m26. Chiều cao 1m26. Đường kính bầu 53. Này tàn đẹp nha anh chị. Này bông cũng đẹp đó, khá đẹp đó anh chị. Mã số 506. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 2,700,000 thôi. Bao ship tặng nhà luôn, 2,700,000. Rồi tiếp theo. 507. Này là mai giáo hạt không nghe anh chị. Từ 5 tới 12 cánh á. Cây đang nhú chồi đâm chồi rất là mạnh lên nè. Quay cho cô chú anh chị xem ha. Nè. Đó. Đây nè, nhú nè. Kéo sẹo nè, nhú nè. Cốt cành nào không nhú chưa? Đây. Đó. Nhú lên chưa nha. Kéo sẹo đầy luôn. Cây rất là ok ha. Quá trời cái bệ luôn. Đó cái củ này thử coi. Đó, sát cổ đế. Em đo hai chỗ nha. 55. Sát cổ đế 55. Hoành thân 37. Hoành thân cái này 37. Chiều cao 1m20. Chiều cao 1m20. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Đó, quầy cổ đế cho cô chú chị thấy trước ha. Quá trời cái cũ luôn. Đó. Cốt cành là khỏi chê nha anh chị. Cây giảo hạt luôn ha. Cây này mà tết thì bông thì thôi gọi luôn nha anh chị. Mã số là 507. Rồi cái này giờ để hữu nghị chị là 3,7 triệu thôi. Để rẻ luôn, 3,700,000 mà bao ship luôn ha. Cái này về đặt vô bồn hay gì cái là bao đẹp nha anh chị. Cây sống khỏe hết anh chị yên tâm ha. Cây này sống khỏe thường chậu nè. Đâm chồi kiểu này nè anh chị, khỏi phải lo nha. Ha, cây rất là mướt nè, nè. Nhú chồi lên hết trơn. 3,700,000. Mã số 507. Rồi tiếp theo. 508. Cây này quá trời. Này cây đang xanh mướt nè anh chị, khỏi phải lo ha anh chị. Xanh mướt mà sẹo mà nó kéo nè anh chị coi nè. Bít cái đầu luôn. Nó thấy cái gì nè. Sẹo kéo lại rất là mạnh luôn. Đây vậy nè. Đó, đây nè, càng kéo lại nè anh chị thấy ha. Hoành 43. Chiều cao 66. Chiều cao 66. Đường kính bầu 65. Đường kính bầu 65. Cây này bị cái này miếng nè. Nè ha anh chị. Đó, bị lằn chỗ này nè. Đó. Chị ấy thì chị cắt lại ha. Không thấy nè, nó bị hơi. Còn trong đây nó kéo sẹo hết trơn nè chị xem nè. Dưới cây này nó bị lỗi chỗ này miếng nè. Đó, còn mặt này đang kéo sẹo nè chị thấy nè ha. Cây rất là mạnh nha anh chị. Kéo sẹo đâm chồi anh chị thôi coi nè. Mướt lắm ha. Mã số 508. Rồi này để hữu nghị 3,5 triệu rồi. Bao ship luôn. 3,500,000 ha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Cái này là không có cái cây trên này nè, nó dính vô đây nè. Nên đục bỏ nghe anh chị. Còn đây mà kéo hết rồi. 3,5 triệu. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây rất to và đẹp chị ơi. Rồi tiếp theo. Mã số 509. 509. Cây này cũ đẹp lắm nè. Coi nè, nó xù cám luôn nè. Chị thấy ha. Xù cám luôn.
đó. Nhưng mà nó dở cái bên đặt trên này ha, mà mấy nhánh này sống bình thường nha anh chị nè, cạo thử cho anh chị xem luôn ha. Cái này sống khỏe hết trơn anh chị yên tâm nha. Quanh đây là 43 nè. Quan cho chỗ này cái đây đi. 47. Rồi đo chữ cái cũ luôn. Quanh cũ 65. 65 cũ 65. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 55. Đường kính bầu 55. Cây đẹp lắm chị ơi. Mã số 509. Rồi để hữu nghị 2.900.000. Nó giống như cái đuôi thú phía sau. Nó bị lỗi trên này thôi. Đó, anh chị nào mà về mà cắt ra ha, cắt ra cắt xéo xéo vậy nè, đây nè ha, cắt xéo vậy nè, nó lấy mạch này, mạch này với mạch bên đây là ok luôn đó, thật sự luôn đó, này không dám cắt á, anh chị cắt ra ha. Đó, ok luôn, 2.900.000 bao ship tặng nhà cho mình. 509 458 tàn khá đẹp ha, ngày giáo hạt cho Thủ Đức không nghe anh chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 1m03. Chiều cao 1m03. Đường kính bầu 26. Rồi cái này 500.000 chị ơi. Bao ship luôn. 458. 459. 459. Quá bế luôn. Cây nhỏ luôn đó anh Thọ. Cây tàn luôn đó. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 25. Mã số 459. Rồi cây này để hữu nghị 450 rồi. Bao ship luôn. Để hữu nghị mình chơi luôn nha anh chị. Đó, cây này tàn còn đẹp đẹp. Để luôn cho anh chị nè. 460. Cây này củ đế quá trời củ đế nè. Rồi. Quanh 12. Chiều cao 70. Đường kính bầu 27. Rồi cây này 400.000 nha anh chị. Củ đế rất là đẹp. 460. Chảo hạt Thủ Đức nha. 461. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 68. Chiều cao 68. Đường kính bầu 22. Cái này cũng đẹp lắm nha anh chị. Mã số 461. Rồi hữu nghị này 450 rồi, bao ship luôn. 4. Rồi tiếp theo 465 là một cặp nha anh chị. Đó. Này giáo hạt Thủ Đức không nha. Bông khá là đẹp đó. Anh chị khỏi cần ghép. Từ 5 tới 12 cánh, bông to lắm. Chị muốn chơi ghiên, chơi ghiên, muốn ghép thì ghép nha chị. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 63. Đường kính bầu 22. Rồi, cặp này hữu nghị cho cô chú anh chị là 450 thôi, bao ship tặng nhà luôn, để rẻ luôn nha anh chị. 450.000 mà bao ship đấy ha. Ôi, hai cây này thủ đế. Quái. Cái này đây ta uống đế chứ. Củ đế rất là quái. Quanh 13. Chiều cao 66. Đường kính bầu 24. Rồi 450.000 luôn. 467. Rồi, tiếp theo 469. Quanh 11. Chiều cao 84. Đường kính bầu 21. Rồi cặp này 400.000 thôi chứ. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo 470. Quanh 14. Chiều cao 62. Đường kính bầu 20. Rồi cặp này 450 anh chị, bao ship tặng nhà. Yeah. 471. Thằng lắc không nghe anh chị. Rồi cặp này 450.000 luôn chứ, bao ship. Quanh 14. Chiều cao 74. Đường kính bầu 24. Rồi cặp này 350 luôn chứ, bao ship luôn.